Từ lúc vũ trụ được hình thành, sinh linh trên trời lấy thần, tiên, nhân là đại diện cho các thế giới, sinh sống ở thời gian và không gian khác nhau, đảm nhiệm chức năng khác nhau. Thần tộc cai quản quy tắc vận hành vạn vật trên đời. Đảo Tư Lượng là nơi lưu đày mà thần tộc dùng để trừng phạt thần và tiên có tội. Nơi này cũng là nơi giao nhau giữa thần giới và tiên giới, bị thần tộc mở kết giới phong tỏa. Thần tiên bị đày tới nơi này chỉ cần dính phải nước biển ô uế liền lập tức tan thành tro bụi. Đồng thời, các vị tiên bị lưu đày sẽ có tuổi thọ của người phàm, nếm đủ mùi vị, khổ đau, sinh lão bệnh tử của phàm giới. Đồn rằng mỗi 500 năm sẽ có một lần trời chuộc tội. Nếu thần tiên bị nhốt hay con cháu của họ vượt qua được thử thách trời chuộc tội thì có thể quay trở về thiên giới. Thế nhưng vẫn có người không muốn chờ đợi dài đằng đẵng cái cơ hội mơ hồ này. Họ lựa chọn cách liều ăn nhất, đó là phá kết giới, tìm con đường thoát. Ngay lúc này đây, quá trình phá kết giới đang diễn ra, tất cả mọi người xung quanh đều như bị ngừng lại. Không khí trên đảo rối loạn, nước biển tràn lên, khiến cho rất nhiều thần tiên thiệt mạng. Chỉ còn bước cuối cùng nữa là thành công rồi, tuy nhiên biến cố lại xảy ra. Người vợ không cam lòng hy sinh tất cả mọi người để làm bàn đạp thoát ra ngoài. Tự do như vậy nàng hoàn toàn không chịu nổi, cho nên đã nhảy xuống biển tự vẫn. Người chồng thấy vậy lập tức lao tới ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi, cuối cùng cả hai đều phải bỏ mình. Quá trình phá kết giới cũng vì thế mà bị ngừng lại, mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Rất nhanh sau đó, phía trên lập tức sáng xuống lời cảnh cáo. 10 năm sau, tòa tháp nằm ở vị thế đắc địa giữa biển này là Tàng Điển Các. Người thiếu niên này tên là Kính Huyền, còn cô nàng đang chèo thuyền này là Đồ Lệ. Trời gần sáng rồi, đã đến lúc nàng phải ra biển đánh cá. Về phần Kính Huyền, cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó, bất ngờ tìm thấy một quyển sách lạ. Có lẽ trong đó sẽ có thông tin về phụ thân của mình nên mở ra kiểm tra. Không ngờ rằng trong sách lại ẩn giấu cơ quan thuật, bọn chúng thoát ra và lao tới tấn công Kính Huyền. Đôi bên giao tranh ác liệt, vô tình làm cho Tàng Điển Các bốc cháy, khiến người bên ngoài chú ý. Sau khi đám thị vệ tới kiểm tra thì hung thủ đã không biết bằng cách nào chạy thoát. Trở về với nghị sự đường, Đồ Lệ và Tu Linh Lung âm thầm lèn vào nghe lén. Hành động phá hoại Tàng Điển Các lần này là một sơ sót lớn. Tàng Điển Các là do các thần tộc đích thân tạo ra. Lịch đảo lại là nơi ghi chép công đức của các tiên gia, có liên quan đến việc những người ở đây có được thần dùng thứ hay không. Nếu như chuyện này làm ảnh hưởng tới đại điển tế trời của Tiết Thần Vọng, vậy thì càng thêm tội. Người tức giận nhất vẫn là phu nhân của Trình Gia. Không có pháp ấn trưởng lão, không thể vào Tàng Điển Các được, cho nên bà ta hoài nghi người của Tu Gia đứng sau chuyện này. Thế nhưng bên kia lập tức bác bỏ. Pháp ấn trưởng lão cả hai nhà đều có, cho nên Trình Gia cũng không thoát khỏi liên quan. Trong lúc hai vị phu nhân tranh cãi gay gắt thì một nhân vật khác xuất hiện. Cô gái xinh đẹp đang bước vào này chính là trưởng lão của Tu Gia, danh xưng Phụng Lão. Vì chuyện đêm này mà nàng ta phải xuất quan. Tuy nhiên lần tới trễ này cũng khiến cho trưởng lão Trình Gia thắc mắc. Chuyện đã xảy ra vài tiếng trước rồi mà giờ này mới xuất hiện, có phải hay không bận dọn dẹp hiện trường. Tới đây thì không khí căng thẳng rồi, đôi bên định sử dụng vũ lực để giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn không có cuộc chiến nào xảy ra cả. Tù lão Thái Quân nhớ lại, mười mấy năm trước khi chuyện phá vỡ kết giới xảy ra, Thằng Điền Các từng bị trộm. Người của thượng gia đó không có pháp ấn, vậy nhưng vẫn tự do ra vào bên trong. Ba người thượng gia năm đó đã chết hết, cho dù Đồ Lệ được họ nhận nuôi, chỉ là bản thân cô cũng chỉ là phàm nhân, cho nên không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Lúc này hành động nghe lén của Đồ Lệ cũng bị phát hiện và bị đưa vào bên trong. Vừa nhìn thấy nàng ta, Trình Trước vô cùng tức giận. Nghi ngờ Đồ Lệ có liên quan, lão uy hiếp tra hỏi, nàng một mực từ chối. Vì Đồ Lệ được hàng lão nhận nuôi, hơn nữa hàng lão này lại có địa vị vô cùng lớn, chỉ cần mở mồm là có thể làm ảnh hưởng đến ứng cử viên trưởng lão kế tiếp. Không thêm việc Trình Thúc Thúc giải vây nên Trình Trước cũng không thể làm được gì ngoài việc đuổi cô nàng ra khỏi nơi này. Ngay lập tức cô nàng chạy về nhà, cô vô cùng thắc mắc, rốt cuộc chuyện năm đó là như thế nào, người đêm đó là ai? Ở bên ngoài, chuyện của đêm qua đã khiến lòng dân hỗn loạn, tiến cống tế trời 500 năm chẳng lẽ lại đổ sông đổ bể. Để an lòng dân nên Tu Gia đã tung tin tức thông báo nửa đêm đốt pháo hoa thử nghiệm. Cái cớ này quá hoang đường rồi, cho nên bọn họ buộc các trưởng lão phải có một câu trả lời thích đáng. Bỗng dưng sự tập trung được chuyển sang gian hàng bên cạnh, lão già này đang thông báo tin tức quan trọng. Năm sau là năm có trời chuộc tội, vậy nên Tiết Vọng Thần năm nay vô cùng quan trọng. Hội trưởng lão sẽ phá lệ tặng pháp bảo trong Tàng Điển Các làm phần thưởng, hy vọng cống phẩm của mọi người năm nay sẽ có nhiều thành ý hơn. Lần lượt các pháp bảo hiện ra, trong đó gây chú ý nhất chính là khối Vạn Tượng Phương. Năm đó gia đình của Đồ Lệ từng nắm giữ nó, nếu cây châm đại diện cho mẹ, một thứ khác đại diện cho cha, thì Vạn Tượng Phương chính là đại diện cho ca ca nàng. Do đó, đồ vật này đối với nàng vô cùng quan trọng. Chuyển cảnh tới Lộ Lầm, Kính Huyền và Phụng Miên có một buổi gặp mặt.
cậu ta tin rằng cái gọi là trời chuộc tội đều là giả dối. Thông qua cuộc nói chuyện, Kính Huyền biết rằng từ cổ chí kim tới giờ chưa hề có ai thông qua trời chuộc tội mà ra khỏi đảo. Điều này Phụng Miên có vẻ sớm đã nghi ngờ, cho nên nàng ta đang chủ tính kế hoạch ra ngoài. Rốt cuộc thì như thế nào vẫn còn là bí ẩn. Hơn nữa năm đó chính nàng là người ra tay giải cứu Kính Huyền, rồi xóa bỏ mọi tung tích tồn tại của cậu. Dù cậu ta tin hay không thì Phụng Miên vẫn cho rằng năm sau chính là cơ hội duy nhất rời khỏi đảo, cho nên không được sai sót nữa. Tuy là Phụng Miên tỏ vẻ áp đặt cứng rắn với Kính Huyền, thế nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm, hy vọng sau chuyện này cậu ta có thể trưởng thành hơn. Trở về nhà, lần này Tàng Điển Các còn lấy Vạn Tượng Phương ra làm phần thưởng, đồ lệ nhất định phải lấy bằng được. Ngay lập tức, cô nàng liền không chào mà biệt rời đi. Về phần Trình Gia, Trình phu nhân vô cùng bức xúc với hành động của phụ thân vừa rồi. Đây vốn dĩ là cơ hội để kéo Tu Gia đi xuống. Nghe vậy, Trình Trúc lại đạp bàn tức giận. Cho dù Tu Gia có làm hay không, nhưng Tàng Điển Các bị hủy do lửa lớn là thật. Mà Trình Gia lại là chủ lửa, pháp lực của lão cũng mạnh nhất nhì đảo. Nếu cứ tiếp tục truy cứu, chính Trình Gia mới là phía có nhiều hiểm nghi hơn. Cách làm chuyện lớn hóa nhỏ của Tu Gia đều có lợi cho hai bên. Tóm lại thì chuyện này kỳ lạ, cho nên lão ta phải ra lệnh điều tra kỹ càng. Mở đầu tập phim là một cảnh hồi tưởng, một giấc mơ hay chăng, những ký ức ngày xưa hiện về, Kính Huyền lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình. Anh thực sự muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lời đồn trên đảo là thật hay sao, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có một câu trả lời nào. Thứ duy nhất mà anh nhận được là những thứ đó không phải chân tướng. Kính Huyền tỉnh lại với tâm trạng có chút không thoải mái. Từ cảnh phim này chúng ta có thể nhận ra nơi mà anh đang ngủ chính là căn phòng của Hằng Lão. Qua ngày hôm sau, đây có lẽ là một ngày khá trọng đại khi mà mọi người dâng lễ vật lên thần. Lễ vật càng quý thì nhận được lệnh bài càng quý. Lúc này cô nàng Linh Tê của Tu Gia cũng đi tới. Sự xuất hiện của nàng ta làm mọi người nơi đây ngưỡng mộ. Tất cả thanh thiếu niên đều hy vọng sẽ lấy được trái tim nàng. Nhưng có vẻ mọi thứ đều chỉ là trên lời nói cùng suy nghĩ mà thôi. Người quản gia phụ trách lên tiếng. Năm nay ngọc bài thật là mắc, chỉ còn lại một trong ba khối ngọc bài. Khối cuối cùng này có lẽ vẫn thuộc về Trình Gia rồi. Lời nói vừa dứt, thiếu gia của Trình Gia dâng lên một gốc khoai trì. Người quản gia cầm miếng ngọc bài cho lên cân để xem liệu có xứng không. Đúng lúc này đồ lệ từ phía sau lên tiếng. Nàng cố gắng chen vào bên trong nhưng chẳng may bị người khác kê chân nên vấp ngã. Ba con cá trên tay rất là vừa vặn rơi vào đúng vị trí và đẩy gốc khoai trì ra ngoài. Khi vừa định thần lại thì cán cân đã chọn con cá. Điều này khiến cho ai nấy đều không tin vào mắt mình. Nhớ lại lời khoảnh khắc trước khi tham gia, nàng đã tham khảo ý kiến của Hằng Lão. Phải dùng cống phẩm gì mới đổi được ngọc bài? Lão chỉ thản nhiên đáp hai chữ, hiếm có. Quay về với chủ đề chính, chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, một tên thuộc hạ của Trình Gia lên tiếng. Hắn cho rằng chuyện này vô cùng nực cười. Ba con cá của nàng làm sao có thể so được với gốc khoai chi của Trình thiếu gia? Đôi bên cứ như vậy lời qua tiếng lại. Tên thuộc hạ nhận lệnh định lao lên lấy ngọc bài thì lập tức bị nàng chặn lại. Thấy vậy lão quản gia phụ trách cũng vội vàng lên tiếng. Chuyện có trước có sau, tất nhiên là lão ta nghiêng về phía Trình Gia rồi. Chỉ là lời vừa nói xong đã có vô số tiếng bàn luận xôn xao. Rõ ràng là cắn cân lúc nãy mày Trình Gia dâng vật lên còn chưa cân bằng. Nghe được lời này lão lập tức chuyển chủ đề. Văn hiến trong tàng điển có ghi một loài cá. Thân dài hai trượng, vảy nhẹ như lông hồng, cứng như sắt thép, nóng lạnh bất dầm, là vật liệu hoàn mỹ để làm chiến giáp cho thần tộc. Nếu nàng có thể dâng lên loại cá này, lão sẽ công nhận là có đủ tư cách. Nếu không lệnh bài này sẽ thuộc về Trình Gia. Thoạt nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sự thật thì ai cũng rõ. Cá lớn như vậy chẳng phải là ngư quái hay sao? Đây chẳng khác nào phán luôn Trình Gia thắng. Vì phải lấy được món đồ đó, cũng vì muốn chứng tỏ bản thân, nàng đồng ý giao kèo. Chuyển cảnh, đầu lại đã bắt được con cá. Vì thân hình nó quá lớn cho nên đã kéo luôn cả cơ thể mình xuống đáy biển. Trong lúc giằng co, con ngư quái này vô tình đưa nàng đi tới một con thuyền bị chìm bên dưới. Nhờ vào sự nhanh trí cùng may mắn của mình, đầu lệ cuối cùng cũng thành công giết chết con ngư quái. Quay trở lại con thuyền, nàng nhận ra kết cấu của nó rất giống với chiếc thuyền của cha nàng. Đúng lúc này có một chiếc vòng tay rơi xuống, vừa chạm vào liền khiến cho mọi thứ xung quanh phát hiện dị tượng. Rất nhanh sau đó là một người đàn ông rơi xuống biển. Trở lại với Trình Gia, Trình Trước gọi đứa con trai mình đi tới. Lão vừa nhận được tin tức đầu lệ cũng tham gia tranh ngọc bài. Lão không lo lắng về chuyện ngọc bài đó, chỉ là cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy đồ lệ. Mấy năm nay lão vẫn không hiểu Hằng Lão giữ nàng ta lại trên đảo là có ý gì. Chuyện năm đó chính là có đồ lệ nên mới đem đến hy vọng cho Thượng Trần, cũng coi như ngọn nguồn của trận đại nạn. Nói rồi lão ra lệnh cho đứa con phái người theo dõi đồ lệ. Ngay khi đồ lệ vừa ngoi lên thì đã thấy một chiếc thuyền trước mặt.
đây có thể nói là chuyện vô cùng hoang đường. Có vẻ như chiếc thuyền đó đã gặp phải tai nạn nào đó khiến mọi người đều ngất xỉu nằm la liệt. Về phần Kính Huyền, anh vẫn ở trong căn nhà của Hàng Lão. Anh cầm lấy quyển sách của Đồ Lệ ra nghiên cứu. Những thứ này đều liên quan tới không gian chuyển đổi trận hình. Lúc này có một cậu bé xuất hiện ngồi bên cạnh. Theo mình suy đoán thì cậu ta chính là hình ảnh quá khứ của Kính Huyền và đều không có thật. Sự xuất hiện này giống như đà nhân cách của nhân vật. Trong quyển sách đó có trận hình năm xưa tranh bố trí ở điện cầu trời. Lúc đó mẫu thân bị bệnh, phụ thân vì thế phải thật nhanh đưa gia đình quay về thiên giới. Từ đó suy ra trận pháp chính là phụ thân anh bố trí. Liên quan tới phần này, lời đồn trên đảo là đúng. Nhưng lời đồn còn nói năm đó gần 100 người vì trận pháp mà mất mạng, cả đảo suýt chút nữa bị nước biển nhấn chìm. Trong cả bản ghi chép tay này còn có mấy tờ là liên quan tới tinh túi trận, cái khác đều là thiên cơ thuật. Chứng minh phụ thân mình không có thói quen nghiên cứu tinh túi trận mà là vì một thời cơ nào đó mới chú ý tới. Rất có khả năng bị người khác dẫn dụ. Hiện tại anh chẳng nhớ nổi người tiếp xúc thân mật với phụ thân mình là ai nữa. Từ sau lần ngã xuống núi rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ. Vậy nên giờ đây phải đổi sang hướng khác để suy tính. Nghe vậy anh lập tức chú ý tới một tờ giấy. Đây chính là trận pháp dùng vật. Bảy trận cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm. Vạn vật trên đảo cũng có nguồn gốc, có thể tìm ra. Đi theo con đường thu thập của ông ấy có lẽ sẽ có manh mối. Cộng thêm hiểu biết của mình, anh có thể khởi động một pháp trận cỡ nhỏ. Nếu không làm người khác bị thương thì có thể chứng minh tai họa thương vong năm đó không phải do cha gây ra. Về phần Đồ Lệ, sau khi gặp được người thiếu niên cùng đoàn người trên chiếc thuyền thì nàng mới biết được bọn họ tới từ một nơi gọi là Lương Quốc. Những từ này nàng chưa từng nghe qua. Lúc này bọn họ cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng. Nơi đây có tới 2 mặt trời cùng chiếu. Hỏi ra thì mới biết đây chính là đảo Tư Lượng. Nghe được 3 chữ đảo Tư Lượng liền khiến Tiêu Tế cùng lão già bên cạnh kinh ngạc. Điều này có ý nghĩa rằng bọn họ chính là từ bên ngoài bước vào đảo. Lần này tai nạn hàng hóa mất hết, lão già ngỏ ý muốn lên đảo để chuẩn bị vật tư. Nghe vậy Đồ Lệ lập tức ngăn lại. Nàng không thể nói rằng người trên đảo đều cấm kỵ phàm nhân. Nếu bị lộ thân phận e rằng sẽ gây rắc rối lớn, cho nên chỉ lấy một lý do khác. Lương thực cùng nước uống nàng sẽ lo liệu. Xong chuyện Đồ Lệ quay trở về và thành công lấy được miếng ngọc bài. Chỉ là trên đường về nhà lại bị đám người do thiếu công tử chỉnh ra chặn đường. Lối này không thông và mục đích bọn họ có mặt ở đây chắc chắn là cướp đồ chứ không phải cướp xác rồi. Không còn cách nào khác nàng đành phải đánh lừa sự chú ý rồi nhanh chân tẩu thoát. Nhưng chạy đâu cho tắt nắng, bọn chúng chính là thần tiên nên có thể sử dụng pháp lực. Sau một hồi đuổi bắt thì cũng đã đuổi kịp. Đúng lúc sắp phải về với tổ tiên thì Trình Thúc Thúc xuất hiện giải vây. Trở lại với Kính Huyền, anh ta vẫn mải mê nghiên cứu. Điều quan trọng nhất bây giờ là trong tất cả trận pháp này là cái nào được cha anh bố trí. Mỗi cái đều có một trận hình khác biệt. Rất nhanh Đồ Lệ cũng về tới. Lúc này ta mới biết, hóa ra Hàng Lão chính là Kính Huyền. Vì mải mê nên Đồ Lệ đã đi tới trước cửa. Không còn thời gian để thay đổi trang phục nữa. Chỉ cần mở cánh cửa vào bên trong thì thân phận của anh sẽ bại lộ. Đây cũng chính là lý do vì sao Kính Huyền lại có thể ẩn thân được trên đảo mấy chục năm mà không bị phát hiện. May mắn là Phụng Miền tới đúng lúc, hai người ở bên ngoài trò chuyện một lúc giúp Kính Huyền có thời gian hoán đổi trang phục, rồi cùng nhau vào bên trong trò chuyện. Phụng Miền lần này tới, ngoài mồm là nói truyền đạt ý kiến nhưng thực chất là đang nhắc nhở nam chính đừng ra ngoài chạy loạn nữa. Nói rồi anh ta kêu Đồ Lệ ra bên ngoài, lần ra biển vừa rồi khiến nàng bị thương nên phải băng bó lại. Về phía Trình gia, Trình phu nhân vô cùng tức giận khi nghe tin, lại nói con cá dài 2 trượng, chuyện này đúng là khó tin. Bà ta nghi ngờ Đồ Lệ có đồng bọn bên ngoài đảo hỗ trợ. Nếu có đồng bọn ngoài đảo tức là có âm mưu lớn cho nên lập tức đi bẩm báo với Trình trước. Buổi tối, Tiêu Tế nhìn chằm chằm vào vòng tay rồi nhớ lại, ngày đó thuyền của cậu ta đang lênh đênh trên biển. Chiếc vòng tay này được cho là vật của thần bàn, biến ảo khó lường, là chiếc chìa khóa duy nhất tìm thấy đảo Tư Lượng. Cậu ta mang theo vòng tay rồi ra biển với mục đích tìm kiếm nơi đó. Vậy nhưng đã nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng tìm được tung tích, thức ăn nước uống trên thuyền cũng cạn kiệt. Thất vọng vì chuyện này, cậu cho rằng đây đều là chuyện hoang đường nên đã ném vòng tay xuống biển. Không ngờ rằng chính hành động này lại mở ra một vòng xoáy kéo cả con thuyền vào bên trong. Và rồi sau khi tỉnh lại thì đã thấy Đồ Lệ trước mặt. Dựa trên lời nói của lão quản gia, ta biết được thêm, mục đích bọn họ tìm kiếm đảo Tư Lượng không phải là đến tham quan mà là tìm tiên nhân để cứu người. Về phần Kính Huyền, ban ngày anh ta đã để ý tới vết thương của Đồ Lệ nên nhân lúc nàng ta ngủ liền đi tới trị thương và suýt nữa bị phát giác thân phận. Cũng may nhanh chân tẩu thoát. Và rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Âm mưu là gì? Mời các bạn đón xem nhé! Video của chúng mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.